Thằng ấy, mình chào bà con cô bác ha. Hôm nay em lên cho bà con cô bác mình tham khảo một bộ vỏ máy âm. Máy này là máy thủy nha cô bác anh chị em, nhân ma thủy. Cái này có đấu hộp số liền luôn cô bác anh chị em. Số liền. Số ghi theo máy luôn cô bác anh chị em. Ngoài sau này lắp đặt cái dàn cầu bằng inox ha. Nhân ma thủy. Máy này 4 dh 47 ngựa nha các bác chị em. 47 ngựa. Này mình lái bằng dây nha các bác chị em, lái bằng dây, không lái bằng cáp cơ vậy ha, bằng dây. Máy này rất đẹp các bác chị em, xuất sắc luôn, máy này xuất sắc luôn. Vỏ thì 81, lấy 1m3, 1m35 của bán chị em, 1m35 ha, vỏ 81 lấy 1m35. Bộ này em chuẩn bị giao về Bến Tre của bán chị em, Bến Tre, Chợ Lách Bến Tre của bán chị em. Để nước lớn bên em test cho cô bán chị em mình tham khảo ha. Tốc độ cũng khá là ok các bác chị em, tốc độ cũng tầm khoảng 70 các bác chị em. Này bên em có chạy thử rồi nhưng mà em chưa có quay cận kẽ lại cho cô bác chị em mình tham khảo. Cái đó là có mẫu số ha, ga thì ga đạp các bác chị em, ga đạp, ga đạp ha, ga đạp. Đợi nước lớn anh test lại cho cô bác chị mình tham khảo ha. Bộ này hoàn thiện 90 triệu cô bác chị em, hoàn thiện 90 triệu ha. Đó, 81 lái 1m35. Này vỏ là vỏ hữu tính cô bác chị em, hữu tính ha. Lắp đặt bên mình lắp đặt họ thì nhỏ bên chạy này hữu tính. Con khách này chơi nguyên một cái màu vàng trắng nổi. Rồi để em test máy cho quá chị mình tham khảo ha. Hả? Của anh ta. Của anh ta. Sáng giờ nghe anh test thử rồi mình quay phim lại. Ở ngày làm chưa có quay phim được, chạy thử không?
đẹp mà cô bán gì em? Sáng nha. Cái này mình lại đây giờ nghe mình đóng cái bộ sạc, đóng bộ sạc. Sáng giờ nghe mình test thử. Mai cái gì mình có bán cho em, nó thấy cái gì mà.